Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh nữa mà các bạn có thể xem video trực tiếp. Ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến mọi người một cặp chóe nhị cảnh vẽ hình ảnh là chim trĩ và hoa đào. Đây là một cảnh, và cảnh thứ hai là tùng hạc diên niên. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên đây tham khảo rất nhiều những cái video mình đã làm thành chi tiết để chúng ta xem cái video đó là chúng ta có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Có rất nhiều video mình đã làm ở trên kênh, các bạn có thể lên trên kênh và tham khảo. Mình cũng xin phép nói qua về cái chóe. Thì quan niệm của người xưa ấy là khi mà đặt những cái chiếc chóe ở trong nhà ấy, với cái mong muốn là sẽ cất giữ bảo quản tài sản để tránh thất thoát tài sản. Đấy là cái ý nghĩa phong thủy của chóe, là cất giữ tài sản này, bảo quản và tránh thất thoát những tài sản của mình. Đấy là trong phong thủy. Với những chiếc chóe như hiện nay ấy, thì chóe được thiết kế với rất nhiều các mẫu họa tiết đặc sắc khác nhau để chúng ta có thể trưng bày và thêm về cái phần thẩm mỹ, giúp cho căn phòng của chúng ta trở nên đẹp hơn rất là nhiều. Những chiếc chóe như thế này chúng ta có thể bày tại phòng thờ này và tại phòng khách nhé, để làm những vật trang trí. Và tại phòng thờ thì theo cái ý nghĩa phong thủy là cất giữ bảo quản tài sản cho gia chủ. Đây mọi người có thể nhìn thấy là cái chóe thì có rất nhiều các mẫu mã kiểu dáng khác nhau. Và mình cũng nhận được rất nhiều cái câu hỏi của khách hàng, là nhiều người gọi điện đến và hỏi mình là cái chóe và cái tên như thế này, ví dụ như cái nhị cảnh tùng hạc và chim trĩ như này đi. Nhiều người gọi điện đến và hỏi là cái giá nó khoảng bao nhiêu tiền. Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người nhé. Riêng đối với cái dòng vẽ tay, đối với những ai đã chơi rồi thì chúng ta sẽ hiểu là cái giá của sản phẩm nó sẽ không cố định. Nó sẽ không phải là cùng là một cái tên như thế này và cùng một kích thước, nó sẽ có một cái mức giá nhất định. Mà cái riêng cái hàng vẽ tay này nhé, cùng là một cái tên thôi nhưng mà có rất nhiều kiểu vẽ họa tiết khác nhau. Vì vậy cái giá của nó cũng sẽ khác nhau rất là nhiều. Ví dụ như là có những sản phẩm mà họ sẽ vẽ những cũng là hai cảnh nhưng mà ở những cái cạnh như thế này họ sẽ trang trí ít họa tiết hơn, trang trí ít họa tiết đơn giản hơn, thì cái mức giá nó sẽ khác. Còn đối với những cái sản phẩm mà vẽ nhiều chi tiết cầu kỳ hơn thì cái mức giá nó sẽ khác nhé. Nó cùng là một cái tên. Đấy, đơn giản ví dụ như tên người đi, cùng là một cái tên nhưng mà sẽ có người cao, người gầy, người thấp, người béo này. Đấy là cái chóe nó cũng như vậy, cùng là một cái tên nhưng nó có rất nhiều kiểu vẽ họa tiết lên trên sản phẩm khác nhau. Vì vậy cái mức giá của nó cũng sẽ khác nhau. Để nhiều người là đỡ bị thắc mắc về cái nhiều khi chúng ta chỉ gọi điện thôi và hỏi người ta sẽ chỉ án cho cái mức giá chung chung thôi. Còn để mà chi tiết nhất về sản phẩm, ví dụ các bạn muốn đặt một cái hàng nào đấy thì các bạn nên có cái hình ảnh sản phẩm đó và gửi cho cái bên đơn vị bán thì họ sẽ báo được cái giá chuẩn nhất cho mọi người. Chứ còn nói cái tên nó chung chung thì nó rất là khó. Hôm nay thì mình sẽ review chi tiết qua cái cặp chóe này, về cặp chóe nhị cảnh chim trĩ, hoa đào và tùng hạc diên niên. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm vẽ tay, sản phẩm sứ trắng vẽ tay được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Chất sứ nhé, được làm từ cái đất trắng cao lanh không tạp chất, nó sẽ cho ra cái chất sứ trắng tinh, sứ trắng như đá. Kích thước của sản phẩm này, chiều cao là 63, chiều cao là 63, đường kính bụng của sản phẩm là rơi vào tầm độ 40, 41, đường kính bụng là 41. Mình sẽ đo cái vanh này, nhiều người sẽ hỏi cái vanh này. Kích thước cái vanh bụng của chóe này là 127. Cái kích thước phần vanh bụng, cái chỗ to nhất là 127 cm. Tất cả những cái họa tiết của sản phẩm này đều ở bên trong men, vì vậy nó sẽ là bền vĩnh cửu với thời gian. Các bạn sờ bên ngoài sản phẩm nó sẽ rất là bóng mịn và trơn, không khác gì chúng ta sờ lên những cái lọ hoa hoặc sứ à. Chất men của nó cực bóng, cạo thoải mái, không bao giờ sợ bị xước họa tiết đâu. Thoải mái nhá, chúng ta cạo thoải mái này, nó vẫn như vậy, không bao giờ họa tiết bị thay đổi. Bởi vì bản thân cái họa tiết này là bên trong men, nung ở nhiệt độ 1300 độ C để tạo ra được cái sản phẩm như thế này nhé.
Mình sẽ gõ cho mọi người nghe cái âm thanh. Âm thanh của sản phẩm rất là đanh. Ở đây, nó có một cái nắp như thế này nhé. Cái nắp này. Ngày xưa người ta sẽ quan niệm là của cải sẽ để hết ở bên trong này và đậy lại để tránh bị thất thoát. Trên nắp của sản phẩm cũng có hai cảnh tương xứng với hai cảnh bên dưới nhé. Một cảnh là hình ảnh hoa mẫu đơn này, một cảnh là hình ảnh cây tùng này, để đối xứng với cái phần thân ở bên dưới cùng chung họa tiết. Thì ở cái cảnh chim chỉ và hoa đào, trong cái cảnh này thì được vẽ một cặp chim chỉ này, một cặp chim chỉ, tất cả họa tiết thì đều là màu xanh lam hết. Và cái trong cái cảnh này nữa thì có cả hình ảnh hoa đào này và hoa mẫu đơn, hoa đào và hoa mẫu đơn, một cặp chim đang nhảy múa ở bên trên một cái tảng đá này, và xung quanh là có những cái cây hoa, hoa lá rất là sinh động. Dưới chân thì bổ khung họa tiết này. Ở bên hông của sản phẩm, bên hông được vẽ rất là kỹ nhé. Bên hông thì được vẽ cũng vẽ hình ảnh là chim chỉ này, chim hạc này, hoa đào này, hoa mẫu đơn này, hoa sen này. Đấy là bên hông của sản phẩm. Như mình vừa nói rồi, thay vì ví dụ như ở bên hông này mà những sản phẩm đơn giản họ chỉ vẽ ví dụ như là một vài bông hoa thôi thì nó sẽ khác, nhưng mà ở bên hông này thì được vẽ cả hình ảnh chim này, hoa này. Đấy, được vẽ cả chim cả hoa nhé. Lát nữa thì mình sẽ quay sát chi tiết vào. Hai bên hông thì đều được vẽ cảnh giống nhau. Hai bên hông đều được vẽ cảnh giống nhau là chim hoa. Đây là hai bên hông của sản phẩm, đều được vẽ cảnh là chim hoa. Đấy, các bạn có thể quan sát nhé. Mình sẽ lật dì đáy lên cho nhiều người sẽ quan tâm ở dì đáy của sản phẩm, đúng không ạ? Đây là cái đáy này. Đáy của sản phẩm đây nhé. Có logo của Bát Tràng. Thực ra thì riêng về cái sản phẩm của Bát Tràng này cũng có rất nhiều người thắc mắc là có những cái logo ví dụ như là tiếng Tàu hay là tiếng không phải tiếng Việt, đúng không ạ? Thì cái này nó do cái đơn vị sản xuất làm theo cái yêu cầu của khách hàng. Có những khách hàng người ta thích làm những cái mẫu giả cổ, họ sẽ chuyện những cái logo theo cái những cái từ như là Hán Việt hoặc là chữ Tàu vào đấy để tạo thành một cái sản phẩm giả cổ. Đây, mình sẽ quay sang cái mặt bên này là hình ảnh Tùng Hạc Diên Liên. Đấy, đây là Tùng Hạc Diên Liên này. Về cái ý nghĩa của hai cái họa tiết này mình sẽ để ở mục mô tả nhé. Bởi vì nói thì nó sẽ rất là dài, cái video nó sẽ rất là dài. Vì vậy mình sẽ để cái ý nghĩa thông tin chi tiết của sản phẩm ở cái mục mô tả của video. Các bạn có thể lên mục mô tả của video để tham khảo về cái thông tin chi tiết về giá này, về ý nghĩa của sản phẩm này. Tại sao đến mặt bên này là hình ảnh Tùng Hạc Diên Liên? Đây. Ở trong chim hạc này, một cặp chim hạc đây các bạn nhìn nhé, một con đang cúi xuống này, một con đang ngẩng lên này, một cái thân cây tùng đấy, được vẽ cái cành nó là sang bên cạnh này, nó ngả sang hẳn bên cạnh này. Đây là hình ảnh một cặp chim hạc đang đứng dưới gốc cây tùng nhé. Cũng có hoa đào này, hoa mẫu đơn này. Đây, mọi người nhìn thấy. Sang đây là cảnh Tùng Hạc Diên Liên. Thì đối với cái sản phẩm như thế này chúng ta có thể bày được hai kiểu khác nhau. Đó là một mặt chúng ta bày chim chỉ hoa đào, và một mặt chúng ta sẽ bày được cảnh Tùng Hạc Diên Liên để thay đổi cái góc nhìn, để thay đổi cái cảnh đi. Ví dụ như là nửa năm chúng ta sẽ, 6 tháng chúng ta sẽ bày cái mặt là chim chỉ hoa đào, 6 tháng chúng ta sẽ bày cái mặt là Tùng Hạc Diên Liên. Đấy, nói chung là sẽ mua một sản phẩm mà sẽ được hai sản phẩm đấy. Đây gọi là mua một được hai, hai cách bày khác nhau hoàn toàn. Đây, mình đã quay sát chi tiết vào cho mọi người cùng nhìn được nhé. Cái cảnh cận này, một cái thân cây tùng rất là to này, đấy, hoa đào này, một cặp chim hạc, và cái màu các bạn nhìn nhé, cái màu của sản phẩm nó rất là đậm, đậm đà, sắc nét, nó sẽ nổi bật trên cái nền sứ trắng. Đây, từng cái phần lông tơ của chim hạc cũng được thiết kế này, rồi cái phần đuôi này rủ rủ xuống này, nó rất thật với đúng cái kiểu lông của chim hạc nhé, đúng rất là thật.
được vẽ rủ xuống. Đấy. Các bạn nhìn nhé, cái phần này, rồi cái thân hàng này rất là mảnh khảnh và thanh thoát này, không quá to này, không quá gầy này, cân đối vừa phải. Mọi người nhìn, đây là hoa mộng đơn này, ở xa xa bên trong này. Đấy, mọi người nhìn này, đây là hoa mộng đơn này. Đây hoa mộng đơn này. Sang đến cạnh hông đi. Rồi. Như mình vừa nói rồi. Hông là vẽ rất là kỹ nhá. Hông vẽ rất là kỹ. Chim chỉ này, chim hạc này, rồi cả hoa này xen lẫn vào. Đây, mọi người nhìn nhé. Hông vẽ cực kỹ. Từng chi tiết này rất là mềm mại, sắc nét này. Đấy. Đấy, nhìn ở bên ngoài còn cuốn hút hơn rất là nhiều. Ở đây ở trên nắp nhé. Nắp thì nó cũng có hai cảnh như thế này. Đây là trên cái nắp này. Ở một cảnh hoa là hoa mẫu đơn này, một cảnh là cây tùng này. Nó sẽ cân đối với hai cái cảnh ở bên dưới. Ví dụ chúng ta bày mặt cây tùng ra thì cái nắp chúng ta cũng sẽ xoay sang cái mặt cây tùng, cực cân xứng nhá. Sang đến mẫu chim chỉ này. Đây là cảnh chim chỉ và hoa đào. Đây là cảnh chim chỉ và hoa đào. Đấy, đây là cảnh chim chỉ và hoa đào. Như chúng ta có thể nhìn thấy là một cặp chim chỉ này, với cái đuôi đây, các bạn nhìn này, chim chỉ với cái đuôi cực dài. Đấy, cách vẽ đuôi này rất là khỏe khoắn. Từ cái phần lông răm trên cái thân của chỉ này được vẽ từng cái nét bút rất là nhỏ nhé, rất là chi tiết. Khi mà chúng ta nhìn vào cảm giác như là những cái chiếc lông thật. Đấy. Chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ phân biệt được vẽ kỹ ở vẽ thường nó sẽ như thế nào. Ví dụ vẽ thường họ chỉ vẽ khung chim thôi, đơn giản một vài cái lông nhỏ nhỏ bên trong, nhưng mà đối với mẫu vẽ kỹ thì sẽ vẽ từ cả những cái lông răm nhỏ, từ đến cái mắt, cái thần thái của chim đấy. Các bạn nhìn cái thần thái của chim nhé, lát nữa mình sẽ quay sát vào cái thần thái để cho chúng ta nhìn. Đấy, cặp chim bé này các bạn nhìn đẹp chưa, xem mê luôn. Đây các bạn nhìn thấy cái phần mặt chim này, cái thần thái của chim đấy. Đấy, nó quay sát vào từ cái lông tơ ở trên người của chim nhé, được làm rất là chân thật. Đấy, sang đến bên này. Đấy, chúng ta nhìn này, đẹp chưa? Cái lông cổ này được vẽ là dày này, cảm giác như lông tơ thật luôn. Rất sắc nét, rất đẹp. Đây là mình đang quay sát vào để các bạn nhìn nhé. Đấy, một cái chim hạc này. Đấy, quay sát vào chúng ta nhìn cái thần thái của chim hạc rất là nhẹ nhàng, mảnh khảnh, quá là bắt mắt. Đấy, như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một cặp chóe nhị cảnh họa tiết màu lam vẽ tay được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam với chiều cao là 63 cm. Nếu như các bạn mà quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đang được gắn ở bên trên video. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho các bạn và có thể gửi thêm cho các bạn những cái mẫu sản phẩm chóe sứ với đầy đủ các loại họa tiết khác nhau. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian của mình ra để xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.